Điều kiện của hợp thửa và tách thửa theo luật đất đai 2024 là gì? Thì sẽ chia sẻ nhanh gọn cho các cô chú anh chị theo dõi trong cái video này nha. Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các cái điều kiện về hợp thửa, tách thửa để mọi người nắm bắt được cái cơ hội và mình có thể thực hiện nhanh chóng để mình mang lại cái lợi ích cho cá nhân của mình. Thì hiện nay đang là tháng 4 2024 thì cái luật đất đai 2013 vẫn còn hiệu lực, bởi vì cái luật mới nó chưa được vào thực thi, chưa có cái thông tư hướng dẫn, và mình vẫn đang tận dụng cái luật 2013 nếu mình cảm thấy mình là có lợi. Thì đầu tiên chia sẻ với mọi người như thế này là khi mà mình chuyển đổi mục đích đó, thì một năm nó chỉ có thường là một hoặc hai đợt tùy vào cái địa phương đó quy định. Tức là không phải mình thích chuyển lúc nào mình chuyển. Còn cái việc mà tách thửa hoặc là sang tên đổi chủ gọi là đăng bộ thì mình có thể thực hiện quanh năm. Thì đây là theo luật quy định để mọi người hiểu. Và đầu tiên liên quan đến tách thửa thì mình hãy nhớ đến cái việc là cái diện tích tối thiểu của từng chủng loại đất khác nhau. Ví dụ như là đất nông nghiệp nói chung thì có địa phương quy định là 500m đã được tách thửa rồi, nhưng có địa phương phải quy định là 1000m mới được tách thửa. Còn đất ở cũng vậy, thường thì ở trong đô thị thì cái diện tích tối thiểu của nó sẽ bé hơn là ở ngoài đô thị, tức là đất ở nông thôn. Cho nên nếu anh chị hỏi là ở cái vùng nào đó thì tách thửa được bao nhiêu thì Hiệp phải kiểm tra quy định của cái địa phương đó thì mình mới nắm biết chắc chắn được là cái địa phương đó là cho diện tích tối thiểu là bao nhiêu. Cho nên đầu tiên mình hãy nắm được cái khái niệm là diện tích tối thiểu, xong sau đó mới đến các cái quy định hợp thửa và tách thửa. Vì đầu tiên là muốn tách thửa thì chúng ta cần phải các những điều kiện gì để tách thửa, thì có vài cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là muốn tách thửa thì cái đất của chúng ta phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là phải có sổ đó anh chị, hoặc ít nhất là phải có khả năng làm được sổ, tức là mình đầy đủ hội tụ đủ hết tất cả các điều kiện nhưng mà mình chưa làm ra cuốn sổ thôi, thì ít nhất phải đạt được cái tiêu chí này. Cái điều thứ hai nữa là đất phải còn cái thời hạn sử dụng. Bởi vì khi đất hết hạn sử dụng thì mình phải đi gia hạn, rồi mình muốn làm gì làm. Và cái việc gia hạn này nó rất là đơn giản nha. Anh chị nào chưa biết thì hãy inbox hoặc là để lại comment thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn giúp cho các anh chị phần này free, miễn phí nha. Cái điều kiện thứ ba là đất phải không có tranh chấp hoặc là kê biên để thi hành án. Thì đây là cái phần rất là quan trọng nè, không có riêng gì cái phần mà tách thửa hay hợp thửa, mà ngay cả khi anh chị mua bất động sản mà đất đang bị kê biên tranh chấp hoặc thi hành án thì mình cũng sẽ không sang tên được. Đây là một trong những cái điều kiện rất là phổ biến, là một cái đất có sổ mà không sang tên được là nó đang nằm vướng trong cái điều kiện này. Cái nội dung thứ tư là nếu đất có tranh chấp thì cái phần mà xác định nó ngoài cái vùng tranh chấp vẫn có thể thực hiện tách thửa hợp thửa được theo quy định của nhà nước. Còn cái vùng mà nằm ở trong cái phần tranh chấp á, thì cứ để lại đó để giải quyết trước cái đã. Thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi. Cho một số anh chị sẽ không hiểu là thấy là ông hàng xóm lấn mình một miếng thì mình cứ nghĩ là mình đang vướng vào trong tranh chấp, cho nên là tất cả cái đất còn lại của mình là không làm gì được. Thì cái điều này là một cái điều anh chị sẽ hết sức là tổn thất. Cho nên mình chỉ khoanh vùng cái phần tranh chấp lại thôi, giải quyết sau. Còn cái phần mà không có tranh chấp cứ làm bình thường nha. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn, anh chị đừng bỏ qua nha. Cái điều số 5 là các cái điều kiện về lối đi hoặc là mương thoát nước đối với một số cái quy định của đất ở. Còn đối với đất nông nghiệp thì nó lại có những cái quy định riêng của nó, và từng tỉnh cũng sẽ có cái quy định riêng của đất nông nghiệp nữa. Cho nên cái này nó khá là phong phú thì Hiệp cũng sẽ không có phân tích sâu, bởi vì mỗi địa phương rất là khác nhau. Thì nếu mình có cái điều kiện hợp thửa tách thửa thì mình sẽ cá nhân hóa, mình sẽ địa phương hóa nó nha anh chị, nhưng mà nó cũng sẽ tuân thủ theo một số cái quy định riêng của từng địa phương. Thì Hiệp nói để cho anh chị nắm bắt là cái phần số 5 này nếu mình không có đáp ứng được thì mình cũng sẽ không được tách thửa. Ví dụ như là anh chị có một cái miếng đất lớn là đất ở, Hiệp đang khoanh vùng nó lại là đất ở thôi nha, mà cái đất ở này nó không có lối đi. Thì trước đây vì lý do gì đó thì Hiệp không biết, nhưng mà mình có một miếng đất ở, bây giờ không có cái lối đi vào miếng đất ở đó thì anh chị sẽ không được phép tách thửa cái lô đất này. Đó là đặc biệt riêng đối với đất ở. Còn đất nông nghiệp nó sẽ khác, cho nên mình không thể vận dụng cái đất này vào cái đất kia được, vì hai cái hình thức sử dụng khác nhau thì nó sẽ có hai cái quy định khác nhau nha anh chị. Rồi, đó là phần số 5. Rồi thêm một cái phần này nữa là cái diện tích. Cái chỗ này là ít người gặp nhưng Hiệp sẽ chia sẻ luôn cái phần này để cho mọi người hiểu. Ví dụ như là hai cái miếng đất nó nằm liền kề với nhau
thì mình có thể tách một cái thửa nhỏ của miếng đất số 1 và nó có cái diện tích tối thiểu dưới cái mức quy định. Nhưng khi tách ra thì nó hợp vào cái mảnh đất ở thửa số 2 liền kề anh chị, thì cái miếng số 1 nó giảm diện tích xuống một xíu, ví dụ nó giảm xuống là 15m2, và 15m2 này họ sẽ nhập thửa qua cái diện tích của cái lô số 2 luôn, thì lô số 2 sẽ tăng thêm 15m2. Thì trong cái điều kiện tách thửa như thế này, nó dưới cái diện tích tối thiểu của tỉnh quy định, nhưng do nó hợp vào cái lô liền kề cho nên đây vẫn được phép là tách thửa. Cho anh chị hãy hết sức lưu ý điều này. Đôi khi mình có thể trao đổi gì đó đất đai giữa hai bên, giữa mình với hàng xóm chẳng hạn, thì đây là một cái điều kiện hết sức thuận lợi cho anh chị. Thì mình đừng có bỏ qua cái điều kiện này, mặc dù là cái đối tượng sử dụng cái điều kiện này nó không nhiều. Rồi Hiệp sẽ đi nhanh qua một số cái trường hợp là hợp thửa. Thì hầu hết các trường hợp hợp thửa nó sẽ ít diễn ra hơn là tách thửa, bởi vì người ta hay gọi là phân lô bán nền. Nhưng Hiệp thứ nhất, Hiệp không cổ suý cái phần phân lô bán nền nhé anh chị. Cái này là tùy vào mỗi người, và Hiệp có can cũng không được, và Hiệp có xui anh chị làm cũng quyết định vẫn là anh chị, đúng không ạ? Cho nên là Hiệp không tham gia vào cái quá trình này. Cái điều thứ hai nữa là cái việc mà tách thửa thường mọi người sẽ có lợi hơn là cái việc hợp thửa, và hợp thửa ít sử dụng. Tuy nhiên thì hợp thửa nó có những cái quy định như thế này, tức là hai chủng loại đất nó phải khá là tương đồng với nhau thì anh chị mới hợp thửa được. Ví dụ như là hợp thửa về đất, hai loại đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp nói chung nha anh chị, ví dụ như là miếng đất anh chị phía trước là đất cây lâu năm, còn phía sau anh chị là đất cây hàng năm, mà anh chị muốn hợp lại thành một cái thửa nó thống nhất, bởi vì mình mới mua được cái miếng đất phía sau, nó đều là chủng loại đất nông nghiệp nhưng mà hai hình thức sử dụng nó là khác nhau, thì anh chị vẫn có thể hợp thửa được. Và trong cái cuốn sổ anh chị sẽ thể hiện được hai cái loại đất ở trong cuốn sổ anh chị luôn, và hai cái thời hạn sử dụng có thể nó sẽ khác nhau, và nó cũng sẽ có phần ranh. Khi anh chị làm cấp một cái sổ mới thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng ở trong cuốn sổ anh chị. Cho nên là mình cũng đừng quá lo lắng là hai cái loại đất nó khác nhau. Còn ví dụ như là đất thuê, thì đất thuê của anh chị trả tiền hàng năm thì sẽ là một cuốn sổ riêng. Còn đất anh chị mà sử dụng cây lâu năm ví dụ như vậy đi, thì đất đó là không phải là đất trả tiền hàng năm, mà đất là miễn phí tiền thuế sử dụng đất, thì anh chị sẽ là hai cuốn sổ khác nhau, không thể hợp vào trong một được. Cho nên là đây là rất là nhiều cái điều kiện khác nhau về hợp thửa. Tuy nhiên Hiệp thấy là cái nhu cầu về hợp thửa không thực sự cao, cho nên là cái phần này Hiệp chỉ chia sẻ sơ qua cho anh chị thôi. Còn nếu còn những cái vướng mắc nào thì anh chị có thể để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận. Hiệp và đội ngũ cộng sự sẽ đón đọc và có thể sẽ giải đáp, sẽ chia sẻ, hướng dẫn cái thắc mắc của anh chị để làm sao giúp cho anh chị có một cái quá trình nó thuận lợi hơn, nó trơn tru hơn, và sở hữu của anh chị về cái bất động sản nó sẽ trở nên an toàn hơn. Rồi Hiệp chia sẻ ngắn như vậy thôi, và hy vọng là sẽ giúp được anh chị đâu đó có thêm nhiều góc nhìn, và cái việc mà tách hoặc là hợp nó sẽ mang lại cái lợi ích cho anh chị rất là lớn. Vậy vì vậy hãy khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bằng bấm subscribe, tức là đăng ký kênh, bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất nhiều video chia sẻ về luật, chia sẻ về kinh nghiệm, chia sẻ về kiến thức để mua, để sử dụng, để làm sao mà mình có được bất động sản nó hiệu quả và nó an toàn. Hiệp sẽ chia sẻ cái điều này trong cái hệ thống video của mình. Anh chị hãy tiếp tục đón xem ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.